ở dưới là phòng 1, còn ở đây là lên là phòng tầng 2. Đây vẫn là cảnh gia đình nè. Những người này là những người lao động, xe hôm, buôn bán bông, bán ngủ quán, cà phê, đồ, làm ở đợ. Đó, nhà đây nè, đó, cũng mấy khách trời cũng không có tiền bạc luôn. Bên trên đó em, đây là cũng vậy luôn nè, đó. Đó, nhà đó. Phòng trọ nè. Đây là phòng trọ thứ hai nha bà con. Đó. Ai cũng thất nghiệp hết á. Đó. Đó chính hữu con thế nào để giúp đỡ cho người ta. Đây nữa nè, đó. Còn mà cảnh là phòng trọ thất nghiệp không? Chồng thất nghiệp, vợ thất nghiệp, không có đồng tiền đâu để đóng nhà trọ luôn. Đó, vào đây là em bé này là hai vợ chồng. Chồng chạy xe ôm. Rồi giờ cấm ra đường luôn, rồi không có tiền. Em bé mới đẻ, quay vô sắp đi coi. Em bé đẻ được tháng mấy, đó. Đó, cũng nhờ Mạnh Thường Quân cho sữa đồ, cho tả đồ. Nếu không có Mạnh Thường Quân thì chúng tôi sống bằng cách như thế nào? Là tôi cũng nhờ tình thương của các Mạnh Thường Quân ở trong và ngoài nước là giúp đỡ chúng tôi từng hạt gạo, từng trái nước tương, từng trứng hột gà, hột vịt để chúng tôi sống những ngày nay. Còn tiền trợ cấp của chính phủ thì thật sự là chưa tới tay chúng người dân chúng tôi dù là một xu. Nếu mà tôi nói cam đoan những lời nói tôi mà sai là tôi đã nhận rồi mà tôi chưa nói, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và chính phủ.